Đương kim quả bóng vàng Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức không chỉ khiến cho người hâm mộ trầm trồ bởi tài năng chơi bóng tuyệt vời. Thông minh mà mối tình chị ơi anh yêu em của tiền vệ của tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Việt theo cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mối tình của tiền vệ sinh năm 1998 Hoàng Đức được người hâm mộ ủng hộ trong chuyện tình cảm với bạn gái Gia Hân. Chuyện hẹn hò của cặp đôi chị em khi Hoàng Đức kém bạn gái một tuổi ngày càng thêm mặn nồng. Mới đây, khi tiền vệ người Hải Dương cùng bạn gái đi du lịch Phú Quốc, anh chính là phó nháy cho những bức hình đẹp lãng mạn của Gia Hân. Được người yêu chụp hình nên cười không thấy mặt trời, Gia Hân chia sẻ. Cô nàng khoe vóc dáng gợi cảm khi diện bikini ở bờ biển. Gia Hân nằm trong số dàn bạn gái cầu thủ xinh đẹp, tài năng. Cô phát triển lĩnh vực thẩm mỹ viện, kinh doanh sản phẩm làm đẹp và sở hữu gương mặt xinh như Hot Girl. Nàng Wax này thường xuyên có mặt trên khán đài cổ vũ bạn trai thi đấu. Tuy nhiên, thời gian đầu khi Hoàng Đức bắt đầu dành tình cảm cô nàng hầu như không quan tâm khiến tiền vệ của câu lạc bộ Việt theo mất 4 tháng trời theo đuổi mà chẳng hề có kết quả gì. Tiếp đó, chàng phải bay vào Nam để tiếp tục chinh phục. Tới lúc yêu nhau, khi thấy bạn gái giận, Hoàng Đức lập tức bay vào Đồng Nai để làm lành. nàng was thường thu hút ống kính truyền thông mỗi lần xuất hiện trên khán đài. Nụ cười duyên cùng gương mặt xinh đẹp của cô gái sinh năm 1997 đốn tim người nhìn. Ngoài ra, Gia Hân gây ấn tượng với body đẹp, đường cong nóng bỏng. Cô theo đuổi gu thời trang gợi cảm, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bốc lửa trên mạng xã hội. Gia Hân từng chia sẻ cô ấn tượng bởi nét thật thà, hiền lành của Hoàng Đức. Chính sự chân thành của cầu thủ quê Hải Dương đã là thứ đánh gục trái tim của cô nàng. Ngay lần đầu gặp mặt, cô đã thấy ở anh ý chí phấn đấu cho sự nghiệp